Hoài Linh làm lễ cúng tổ nghề sân khấu tại đền thờ tổ 100 tỷ. Hoài Linh đã chính thức thực hiện những nghi thức đầu tiên cho lễ dỗ tổ nghề sân khấu vào chiều nay 30 tháng 9. Sau một ngày tất bật chuẩn bị dọn dẹp đền thờ tổ tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều nay 30 tháng 9, Hoài Linh đã đứng ra thực hiện những nghi thức dân hương đầu tiên trước ngày diễn ra lễ dỗ tổ nghề sân khấu vào ngày 12 tháng 8 âm lịch, tức ngày 1 tháng 10 năm 2017. Dù thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đổ mưa rất lớn, nhưng một số nghệ sĩ vẫn có mặt để cùng Hoài Linh làm lễ tạ ơn tổ nghiệp. Những bậc tiền nhân đi trước đã gây dựng nên các bộ môn nghệ thuật. Cũng như mọi năm, Hoài Linh là người đại diện các nghệ sĩ Việt đứng ra chủ trì nghi lễ cúng tổ. Dưới không khí trang nghiêm nhất, Hoài Linh diện áo dài đỏ, kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tổ nghiệp, chuẩn bị cho lễ dỗ tổ chính thức sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10. Đoàn người cùng Hoài Linh tiến vào nhà thờ tổ để thực hiện những nghi thức dâng hương đầu tiên. Lễ dâng hương trước ngày dỗ tổ được thực hiện trong không khí trang nghiêm chỉnh chu với sự góp mặt của một số nghệ sĩ và những người có làm việc trong lĩnh vực sân khấu nghệ thuật. Trước đó, Hoài Linh đã tự tay chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất cho lễ dân hương. Sự chỉnh chu tận tâm của lễ dỗ tổ nghề sân khấu của Hoài Linh đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hoài Linh từng chia sẻ anh tâm nguyện cuối đời xây được đền thờ tổ nghề sân khấu chung cho các anh em nghệ sĩ và điều đó đã hoàn thành vào năm 2016. Vào khoảng ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm, để chào mừng ngày truyền thống sân khấu Việt Nam, các thế hệ nghệ sĩ sẽ tập hợp lại tại những sân khấu tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và thực hiện nghi lễ cúng tổ nhằm tạ ơn tổ nghiệp. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ sĩ cầu mong sự may mắn, bình yên trong công việc và tiếp tục cống hiến những sản phẩm tốt đến khán giả. Năm nay, lễ dỗ tổ nghề sân khấu tiếp tục được tổ chức tại đền thờ tổ do Hoài Linh xây dựng ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hoài Linh, công trình đền thờ tổ nghề sân khấu sẽ là nơi lui tới thờ cúng tổ nghề của nghệ sĩ, là không gian giao lưu sinh hoạt chung cho họ. Ngày 1 tháng 10, lễ dỗ tổ nghề sẽ chính thức diễn ra và các nghệ sĩ cùng tề tựu tại đền thờ tổ để dâng hương lên bàn thờ tổ nghiệp như thường lệ. Bạn thân tiết lộ lý do Hoài Linh bỏ tiền túi xây nhà thờ tổ 100 tỷ đồng. Ca sĩ Nguyên Lộc từng là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc Sao Đêm, được mệnh danh là ban nhạc sóng thần những năm 1990. Sao Đêm là bệ phóng cho Phương Thanh và Phương Thùy. Nguyên Lộc từng nhiều năm du học ở Nga, anh còn biết thêm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Thái Lan và Campuchia. Thế nên anh có sở trường viết lời cho nhiều ca khúc nhạc ngoại như Chia Tay Trong Mưa, Huyền Thoại Tình Yêu, Rồi Em Sẽ Quên. Sau thời kỳ đỉnh cao vào giai đoạn 1992-1994, Nguyên Lộc vẫn chạy sâu đều đặn. Năm 2009, anh đối diện với cú sốc lớn khi mẹ, người mà anh yêu thương nhất, qua đời. Hàng đêm khi sân khấu sáng đèn, Nguyên Lộc vẫn hăng say nhảy múa hát ca, còn đổi đâu anh âm thầm chịu đựng mỗi đêm. Việt Hương chứng kiến sự mất mát và cô độc của Nguyên Lộc nên mỗi đêm gặp Nguyên Lộc ở điểm diễn, chị đều ôm đàn anh như muốn chia sẻ gánh nặng anh đang mang. Cựu ca sĩ nói anh cứ ngỡ mình chịu được, nhưng rồi đến một ngày anh không thể kìm nén thêm được, nỗi đau cứ dãi dội và bùng phát. Rồi Nguyên Lộc bị trầm cảm, không còn hứng thú với âm nhạc hay bất kỳ thứ gì khác trong đời. Trong một lần diễn ở Quy Nhơn, anh về khách sạn và định buông mình từ trên cao. Nhưng may mắn có người phát hiện kịp thời, nên anh bảo số mình vẫn chưa tận. Nguyên Lộc quyết định rời xa âm nhạc, anh bèn tìm về nơi mình sinh ra và lớn lên ở Campuchia. Tại đây anh được vợ chồng bạn thân Hùng Kim Vi hồi sinh bằng cách giúp anh buông bỏ nỗi đau, hòa nhập với thiên nhiên và các hoạt động thể chất. Anh quyết định mình sẽ gắn bó với mảnh đất này, với cuộc sống bình dị. Nhưng rồi vì thương Hoài Linh, Nguyên Lộc quyết định trở về. Nguyên Lộc kể, ban đầu anh không thích Hoài Linh vì danh hài đi đến đâu cũng có một đám người vây quanh đến đó. Nhưng rồi anh phát hiện Sáu Bảnh không có tính cách ngôi sao, người ta đi theo vì họ thích, không phải vì Hoài Linh muốn. Họ chơi chung nhóm, Nguyên Lộc là anh ba, Hoài Linh là anh bốn. Ngày Nguyên Lộc bị trầm cảm và quyết định đi Campuchia trong âm thầm, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tìm gặp và hỏi đàn anh đã suy nghĩ kỹ chưa. Sau đó danh hài thường nhắn tin tâm sự với Nguyên Lộc rằng anh nhớ ngày xưa thời anh em đi diễn về khuya rồi tụ tập trò chuyện đến sáng. Đình Bảo giờ cô đơn, dù giờ có đông người vẫn không biết tâm sự cùng ai. Rồi nghe thương quá, anh kể. Một ngày, Hoài Linh lặn lội đến Campuchia nhờ Nguyên Lộc về trông coi đền thờ tổ vì anh không biết tin cậy vào ai. Nguyên Lộc hiểu tâm tình của người em thân thiết. Anh kể một lần Hoài Linh đi đến nhà thờ nổi tiếng nọ thì vô tình chứng kiến người ở đây chỉ cho nghệ sĩ tên tuổi vào dân hương, còn những nghệ sĩ không được biết đến nhiều thì bị từ chối. Từ đó danh hài đung đó quyết tâm xây đền thờ tổ cho tất cả anh em nghệ sĩ và khán giả. Nguyên Lộc nói, Linh dặn tôi đến đền thờ tổ này là không phải của anh em, đó là của mọi người.
thế nên khi nghệ sĩ xuống thắp hương, anh phải mở cửa cho họ dù có là nửa đêm. Khoảng thời gian đền thờ tổ xây dựng, Hoài Linh vừa tất bật chạy show, vừa xuống đôn đốc công việc. Nhiều người thương nghệ sĩ ưu tú nên ngỏ ý muốn góp tiền, nhưng Danh Hải đều từ chối. Nguyên Lộc nói không phải Hoài Linh muốn độc quyền, mà vì anh sợ mai sau lại xảy ra chuyện không hay khi đụng đến vấn đề tiền bạc, nên muốn tự mình làm hết. Vì thương Hoài Linh, Nguyên Lộc chấp nhận rời xa cuộc sống thanh bình. Ngày anh về, đền thờ tổ đang trong giai đoạn động thổ. Mọi việc đều có ekip trông nom nên anh cũng không phải làm gì. Cũng trong giai đoạn này, Hoài Linh liên tục chạy show từ đóng phim, tham gia game show rất bận bịu nên Nguyên Lộc theo để phụ giúp. Nhiều tháng ròng rã, Nguyên Lộc phải ngủ bờ ngủ bụi vì theo Hoài Linh ra phim trường. Có đôi lúc anh bất chợt hối hận khi phải trở lại nhịp sống tất bật trước đây, rồi khi đền thờ tổ đang trong giai đoạn hoàn thành, Nguyên Lộc xung phong về trong giữ. Hoài Linh đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng Nguyên Lộc vẫn không thay đổi quyết định. Sau ngày khánh thành vào tháng 9 năm 2016, anh nhiều đêm mất ngủ vì áp lực, hiện tại chỉ có 4 người ở đền thờ để trông nom. Anh chia sẻ, nếu sơ hở rất dễ mất trộm, không phải vì mọi thứ quý giá mà vì Linh đặt trọn niềm tin ở mình. Nhưng giờ đây cũng yên tâm phần nào vì tôi đã lắp đặt camera đề phòng. Khi mọi thứ đã vào khuôn khổ, Nguyên Lộc gần như trút được gánh nặng. Anh thoải mái vui sống và gần như không về trung tâm thành phố nếu không có việc cần. Anh có đàn chó phải chăm sóc, tự trồng thêm luống rau để phục vụ bữa ăn, tưới nước đều đặn mỗi sáng mỗi chiều cho khu vườn. Nhiều đêm, Nguyên Lộc đang ngủ giật mình thức dậy và quan sát khung cảnh mờ ảo của đền thờ. Anh tâm sự, tôi tự hỏi thiên đường là ở đây chứ đâu, khi trời còn mờ sương, ở đây lung linh không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, chưa khi nào tôi cảm nhận được hạnh phúc rõ ràng như ở đây. Giờ đây, khi không phải tất bật với công việc vì Hoài Linh đã chủ động giảm thiểu việc đóng phim, chạy show nên anh có nhiều thời gian để về đền thờ tổ, Nguyên Lộc nói thêm, Linh bảo dù không đói nhưng rất thương anh em đã hy sinh nhiều thứ để ở lại đền thờ, chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Ông tổ nghề sân khấu mà hầu hết các nghệ sĩ đều cúng, rốt cuộc là ai? Cho đến nay, dù rất thành kính, nhưng nhiều nghệ sĩ cũng không rõ tổ nghiệp là ai. Có người cho rằng ông tổ sân khấu là hai vị hoàng tử, nhưng cũng có giai thoại cho rằng tổ nghiệp xuất thân là ăn mày. Có chuyện được kể nhiều nhất về một vị vua. Vì khó có con nên hàng ngày khẩn cầu, Phật ban phúc. Cứ mỗi khi làm lễ lại có người đóng vai thần linh, bay lên trời vừa múa vừa hát. Lòng thành lâu ngày cũng được chứng giám, hoàng hậu thai nghén và sinh ra hai người con trai. Từ đó mỗi năm nhà vua đều cho làm lễ để tạ ơn trời Phật. Lâu dần thành quen, hai hoàng tử lớn lên thích xem ca hát, đến quên ăn quên ngủ, rồi trở nên gầy ốm. Thương con, vua cha cấm không cho xem hát nữa. Nhưng vì quá mê, hai hoàng tử đã lén chui vào xó buồng nghe hát. Chỗ khuất quá nên không ai để ý, tới lúc tìm ra cả hai đã qua đời. Nhưng dù đã về bên kia thế giới, thỉnh thoảng họ vẫn hiện về để xem ca hát, nên con hát quyết lập bàn thờ phụng kính là tổ. Một truyền thuyết khác lại kể rằng ông tổ sân khấu là một vị hoàng tử, vì mê sân khấu nên trốn vua cha, chui vào bụng cây vong để theo gánh hát, rồi không may chết cháy trong đó. Tượng của ông sau này được làm bằng cây vong, đó cũng là lý do giới nghệ sĩ kiêng mang guốc vong. Câu chuyện khác cũng có liên quan đến những vị hoàng tử, ba người có cái tên lần lượt là Càn, Chơn, Chất. Vì mê xem hát, cả ba đã nghĩ ra cách dùng quả thị làm ám hiệu để trốn vua cha. Một ngày nọ, không rõ vì lẽ gì, chỉ có Chơn và Chất đi xem hát. Trên đường về, hai người hoàng tử mắc một trận mưa lớn và chết vì quá lạnh. Hoàng tử Càn lên ngôi, nhưng ông làm vua chẳng được bao lâu. Vì thương nhớ hai em và mê hát, ông đã bỏ cung đình và tìm người lập gánh hát. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mùa mưa bão chẳng ai thuê nên gánh rã. Gom tài sản vào hai chiếc thúng, hoàng tử Càn gánh đi. Nhưng đất trời khắc nghiệt, ông gục ngã khi quá kiệt sức. Ngay đầu trước khi qua đời, ông còn gọi tên hai em. Ở nơi ông mất, nhiều người nói họ nhìn thấy bóng hình của ba anh em ôm nhau trong hương thơm ngào ngạt của quả thị. Lúc sống mê hát, lúc chết vẫn nguyên như thế. Họ tìm đến những gánh hát để tá túc và giúp đỡ con hát. Sau này người ta lấy ngày hoàng tử Càn mất để làm ngày tưởng nhớ ba anh em và xem họ là tổ nghề. Cũng có giai thoại cho rằng ông tổ sân khấu xuất thân là ăn mày, ăn cướp, thế nên các nghệ sĩ rất ngại cho tiền người ăn xin vì sợ mạo phạm. Nếu thấy người ta đói quá, có thể giải thích, ông ơi, ông thông cảm con là nghệ sĩ, hoặc có thể nhờ người khác không làm nghề giúp. Và cũng vì có tổ là ăn xin, nên những người nghệ sĩ thường không than vãn về những sóng gió phải trải qua, chuyện nhận lại ít hay nhiều là do phúc phần.
Có những nghệ sĩ dù cả đời chẳng được một lần điểm mặt nhớ tên, họ vẫn cần mẫn và say sưa với những con đường đã chọn mà không một lần oán thán. Vì sao lại có nhiều câu chuyện đến thế? Để trả lời cho câu hỏi này, nghệ sĩ nhân dân Bằng Phi đã giải thích, đó chỉ là một cách để duy trì sự tôn ti, trật tự và thái độ làm nghề nghiêm túc của người nghệ sĩ. Sau này ông tổ của sân khấu còn là những người đóng góp thầm lặng như thợ mộc, thợ may, thợ rèn. Họ được gom chung là thập nhị công nghệ. Vậy đó, giai thoại về ông tổ của ngành sân khấu còn rất nhiều điểm chưa được chứng thực. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng là lời nhắn về nguồn gốc cho những người làm nghệ thuật. Cho tới thời điểm này, có rất nhiều người đã được ông tổ lựa chọn và cho một cái nghề, nhưng đi được tới đâu cũng là do sự cố gắng của họ. Người cần mẫn thì được thương, được độ, kẻ sức láo thì muôn đời dậm chân tại chỗ.